Ah ouais. Mai Sơn không hề biết, không biết gì cả. Xong, cậu thật đáng thương hay nào? Sao cơ? Cậu có nghĩ tới làm quá không? Cậu dường như thế này là chán rồi. Mà tớ đang chán đấy, chúng ta có thể bắt đầu uống chứ. Tất nhiên rồi, bây giờ, nhìn này, những cái này là dành cho cái phần festival Vegas. Tớ tưởng cậu ghét Vegas, cậu ghét, nhưng nó là lý do vì sao người ta gọi nó là quà. Thế vì nó thực sự là món quà của lòng Việt Nam. Được rồi, bởi vì bên này, tôi xin tự nhanh đến bạn. Ở sân bay này và lúc đó mọi người cũng hô hoán nguyên như đó là cách tổ chức một bữa tiệc bất ngờ. Mình chắc chắn sẽ đi lại nên chờ mọi người nước đến. Trốn đi, trốn đi. Chào anh Như. Chào em. Mừng em về nhà, chúc mừng sinh nhật. Được rồi, vào trong nhà. Bên này chưa? Em đang phải nói chuyện. Được, hãy nói chuyện trong nhà được chứ. Được rồi, vậy thì mình nói, cứ nghĩ về nó và rồi lúc sau em sẽ cố nghĩ ra điều em đang nghĩ là gì được chứ. Nơi cậu có thể đi.
Con gì? Không à, mẹ đánh à? Chúng tôi muốn đến công viên Lạc Linh cảm ơn.
Chào
Thank you.